Có thể rằng là anh chị không tin, nhưng mà đây là một con xe đi rất là lướt anh chị. Anh chị có thể nhìn đồng sơn mà mình đánh giá được một con xe không? Tất nhiên là điều này rất là khó với lại nhiều anh chị, nhưng mà nó cũng rất là dễ đối với lại những anh chị nào mà biết xe rồi ha. Mình nhìn con xe này thì mình thấy một phần là nước sơn rất là bóng bẩy, rất là đẹp. Ngoài ra thì phần đèn pha anh chị có thể xem nó khá là trong ha. Xe biển số tại Sài Gòn, không đăng ký kinh doanh dịch vụ. Xe này nước sơn còn rất là đẹp và rất là nhiều sơn zin luôn nè anh chị. Mặc dù thì nó có chạy một vài chỗ nhỏ nhỏ nhưng không sao. Con này thì bên em có thể spa lại cho anh chị. Đây là một con xe mà từ 2016 đến nay nó đi rất là ít, chỉ hơn 40.000 cây thôi anh chị. Lớp của năm 2022 còn cực kỳ là dày luôn anh chị ha. Và đây là lồng vẽ bên trong cũng như là ba gạt sóc của xe nè. Nhìn về tổng thể và nước sơn zin của con này thì khá là bóng bẩy và rất là mượt. Đây là nội thất ở phía bên trong xe, keo chỉ là còn nguyên zin nè anh chị nha. Keo chỉ là còn nguyên zin, ốc ở chốt khóa cửa cũng chưa bị tháo mở. Và xe này nội thất của chúng ta là nội thất nỉ màu nâu da bò anh chị. Xe có một cái cửa kính lên xuống ô tô một chạm, có điều chỉnh gương tự động luôn. Đây là ghế nè anh chị, ghế là ghế nỉ nha. Xe thì mình có phần thấm sàn toàn thân xe, vô lăng có tích hợp với cái bấm điều khiển màn hình Android phía bên kia đó. Anh chị xem vô lăng thì mình chỉ biết, mình có thể biết được là xe này chạy được bao nhiêu ngàn cây, trừ khi vô lăng may lại nha anh chị nha. Nhưng mà may lại thì mở ra mình sẽ biết liền. Đây là cần số và phanh tay cũng như là bệ tì tay. Đây tất cả cái chi tiết nhựa cũng như là da còn rất là mới nè. Màn hình thì mình đã có màn hình rồi, màn hình này kết hợp được với Bluetooth cũng như là cam hành trình trước và sau luôn nha cả nhà nha. Dán phim cách nhiệt loại tốt toàn thân xe. Và đây là trần xe anh chị, thấy rất là mới luôn. Đây là hàng ghế thứ hai anh chị, cực kỳ là rộng rãi cũng như là rất là thoáng và thoải mái luôn anh chị ha. Đó, nội thất khá là sạch sẽ, một chiếc xe đi trong gia đình, đúng chất một chiếc xe đi trong gia đình luôn cả nhà. Ở đằng sau này mình có camera lùi cũng như là có cảm biến da, phim cách nhiệt Luma là anh chị biết là xe chở như thế nào rồi ha. Đây, nếu mà anh chị gặp hàng ghế ba lên thì nội thất nó sẽ rộng như thế này. Xe thì tất cả các dụng cụ như là mở lớp dự phòng hoặc là chìa khóa sơ cua là còn đầy đủ, bên em đã kiểm tra và bảo quản lại cho anh chị rồi ha. Đó, anh chị xem là ốc và nắp turbo chưa bị tháo mở không ha. Keo chỉ là còn nguyên zin 100% luôn anh chị, chưa mất bất kỳ một phần nào. Đăng kiểm thì cũng còn dài miên man luôn, còn tới tận tháng 9 của năm 2025. Và như anh chị cũng đã thấy nắp capo của chúng ta chưa được tháo mở, tất cả keo chỉ và đinh bấm cũng như là lỗ hấp thụ xung lực là còn nguyên bản cả anh chị nha. Đây động cơ rất là sạch sẽ luôn, khóa nắp capo cũng như là cái con ốc này chưa bị tháo mở nè, phần thanh dằn ở phía dưới đây đó thẳng tưng luôn, chưa bị đâm đụng hoặc là như thế nào hết ha. Khung sườn xe nè, cái tấm zin của nhà máy đó. Động cơ thì chị có thấy đó, không rò rỉ nhớt hay là xì dầu, động cơ cực kỳ là sạch sẽ đó. Đi 44.000 km một con xe rất là chất. Keo của máy đó, dấu sơn 7 màu của nhà máy vẫn còn nguyên zin nguyên bản quá ha. Và nếu như mà ai đang quan tâm tới chiếc xe Toyota Innova 2016 form dáng 2017 đăng ký 2017 này của bên em thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số hotline là 0923466939 ngay nha. Xe này pháp lý cá nhân một đời chủ, biển số tại Sài Gòn, không đăng ký kinh doanh dịch vụ và giá bán của em Việt đang chào bán chỉ có 455 triệu thôi anh chị. Xe chạy 44.000 km cực kỳ là đẹp luôn anh chị ha. Xe này thì vẫn có hỗ trợ bên ngân hàng và ngoài ra thì có nhận trao đổi thu mua xe ô tô của anh chị đã qua sử dụng để anh chị có thể lên đời xe hoặc là đổi từ dòng này sang dòng khác. Và bên em có bao cho anh chị tới hãng luôn, cho nên là anh chị cứ yên tâm về chất lượng xe nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ. Bye bye.